đây là một nguồn bạn lấy video về để bạn xây kênh vệ tinh nha. Bạn vào cái trang web này thì cái trang web này á, nó có rất là nhiều video về sản phẩm. Ví dụ á, bạn muốn xây kênh về thời trang nữ đi thì bạn gõ vào là thời trang nữ thì ở đây á, nó có rất là nhiều video về thời trang nữ luôn, ở tất cả các nơi trên thế giới luôn. Bạn xây kênh vệ tinh là gì? Bạn kéo nhiều follower vào cái kênh của bạn. Sau khi á, mà cái tập khách hàng của bạn đủ nhiều rồi thì bạn á, bắt đầu á, bạn bán sản phẩm nha. Hoặc á, là bạn làm video về gia dụng thì bạn tìm kiếm những cái video về gia dụng đó, bạn đăng lên thì nó sẽ hữu ích đến với những cái người mà người ta thích về cái gia dụng đó. Khi á, mà cái tập khách hàng của bạn á, đã đủ đông rồi thì bắt đầu bạn đăng sản phẩm lên, một hai sản phẩm về cái ngành hàng đó bạn bán, thì đó gọi là xây dựng kênh vệ tinh. Còn xây dựng cái kênh chính á, là mình sẽ chia sẻ sau nha. Ở đây á, là nó có rất là nhiều video tùy cái ngành hàng của bạn, bạn lấy về bạn chỉnh sửa sao cho nó phù hợp. Đó là cái cách tiết kiệm thời gian để bạn xây dựng kênh vệ tinh. Chúc các bạn thành công nha.